Hello chào các bác, thân ái chào thể nha. Rồi ok, tiếp tục thêm gửi tới các bác một con máy đời 28 máy plus hôm qua mới về đời ngày 12 tây nha các bác. Rồi thông tin máy này là DC70 506672, giá 440 triệu, khuyến mãi 10 triệu sửa chữa. Rồi là mới liền cho các bác luôn đó. Rồi ok, máy này plus nha các bác. Còn cuốn còn rất là ok, máy này 85-90% rồi. Máy này đẹp rồi. Đây. Rút luôn. Gương. Rồi tiếp tục đi theo chân em nha các bác. Cái plus nó khác cái thường ở chỗ là cái phần cái gờ le này nè. Rồi đây quay xuống cho các bác xem cái gờ le nè. Nó dời lên phía trên chứ không nằm phía dưới như không nằm dưới đó như mấy con máy thường. Rồi em mới lết đây. Ủa hậu đang nghỉ hả? Không vô hả? Rồi. Ok. Tiếp tục em để em đánh con máy ra. Còn các bác xem cái phần bơm số ha. 440 triệu là zin tắt rồi. Cái đó bảo đảm. Rồi, tắt máy cái chui vô quay trở đỡ không. Rồi con lăn đây. Zin toàn bộ luôn, quá đẹp. Máy xước trắng trắng thôi, quá đẹp con này. Rồi ok bên đây. Xích nó cũng đẹp nha các bác. Vòng cuốn như trong vòng tải nè. Zin luôn. Thì máy tầm này là phải vậy thôi chứ. Quá đẹp rồi. Thấy chưa các bác ơi. Rồi ok tiếp tục vô phần bơm số. Rồi. Các bác tự bình luận nha. Đây em quay sơ qua gần lại cho các bác xem cái nữa ha. Rồi thấy chưa các bác ơi. Rồi. Động cơ. Đó. Rồi, tiếp tục quay tới phần vàng tu ly rồi ha. Plus. Rồi, không đụng. Đâu, 40 lưới gìn. Nắp trong đây còn quá đẹp. 90%, máy này 90% rồi. Sàn trước trên zin, sàn giữa zin, đuôi cá zin. Con này đụng tới là cái gì cũng ghim hết trơn á, nên giá nó mới đắt. Chứ mà một cái lô thôi là giá nó rẻ là giật lại liền. Rồi đây. Phía sau. Cái bàn đứng lúa mà còn nước sơn vậy là các bác cũng đủ hiểu rồi ha. Rồi thôi đem lên đề máy lại cho các bác xem. Rồi ok, xin cảm ơn các bác rất nhiều. Bác nào muốn mua hàng liên hệ số điện thoại 0916566577 giúp em nha. Rồi, xin cảm ơn các bác.